Chúng ta sẽ đến với trận đấu Vòng và Shen vào đây đây. Vòng và Shen sáng nay thì thua Nguyễn Đức Tuân rồi, 3-0 quá nhanh. Nguyễn Đức Tuân đã có 2 trận thắng. Một trận giữa Nayre và một trận giữa Vòng và Shen. Bây giờ đối thủ còn lại của Đức Tuân là Jin Tech Song. Quay lại mạng này thì mạng kia lắp chấp nhận rồi. Vâng, chào chị, xin chào chị Nụ nhá. Anh em xem Việt Nam thì chuyển qua link số 1, em đã ghi phần comment. Sau 4 rồi. Thank you.
Alo, mời bình luận viên cho hỏi kết quả set 1 của Chi Feng ạ. Set 1 Chi Feng thắng 11-3 ạ. Thank you.
tiếp theo. Đang là đi vượt từ một cái lên hiện để chương trình một cái review của các bạn để không lai là chuyển vào những thứ xấu nhỉ. Thank you.
Ăn cơm uống cà phê, uống trà sữa. Ăn cơm uống trà Thái. Ngồi đây cho chơi. Không được rồi. Massage rồi hỏi vòng mắt. Ở dưới. Ở trên ghế luôn đấy. Thì chắc phải hỏi Hoàng rồi. Để đề nghị Hoàng trả lời. Tắt trên sorry ở luồng Facebook nó lag quá, hơi bực mình. Mọi người xem Ma Long là biết. Này còn kiếm được bia. Và mời lần đầu tiên hoàn toàn là một loại này và phát thân mình nhiều người quá.
Thank you.
xuất. Thì sẽ có rất nhiều người biết đến đi thay đổi có khi đi vào lần phải vâng anh em nghe bình luận ạ. Vâng em đây rồi, chiều nay mạng lag quá. Tuần thắng 3-1 ạ. Tiếng vừa là tiếng của anh Vũ Xuân Quý bên Sport TV ạ. Trần Tuân ở trên bàn một live 1 ạ. Live 1 em đã ghi comment ở phần bình luận rồi, mọi người kéo lên tí thôi. Vòng sau Tuân khả năng gặp ai? Cái này thì có lẽ hình như là bốc thăm giữa các bảng ạ, nên vẫn chưa dám chắc ạ. Trận của Tuân đã kết thúc rồi, tỷ số 3-1 dành cho Tuân. Tuân đánh phong độ rất cao. Hôm nay thì trên bàn 1 đang chuẩn bị cho trận đấu của Richard Gonzalez và Nguyễn Anh Tú. Thank you.
Tại sao Hoàng Mark không có không đứng cùng Linh Cứng? Tôi chưa bao giờ thấy. Chết. Đánh học phát là chẳng được tránh mặt luôn. Không dám nói câu nào. Không dám chỉ đạo. Đức Tuân như vậy thì như vậy là không nhất bảng rồi. Chúng ta sẽ chờ xem kết quả bốc thăm. Chắc chắn là sẽ không bị dính vào bảng của Tú Mẩu. Không thể dính được bảng Tú Mẩu đúng không? Nhưng mà Tú Mẩu nhìn không dính được đúng không? Cái bốc thăm thì vẫn dính à? Nếu như chúng ta lên thì có thể là sẽ dính Tú Mẩu. Nếu như Tú Mẩu bị nhì bảng. Bởi vì là tiếp theo là sẽ phải bốc thăm. Thank you.
thì sẽ có thể, nếu mà cứ nhìn vào thì có thể sẽ có khả năng Thank you.
Sure.